Hôm nay là mình quay video cho các bạn xem là vườn dưa bên mình trồng đây nhá. Đây là dưa lưới các bạn nhá. Và bên mình trồng ở trong nhà màng. Đây là cảnh quan của nhà màng bên mình trồng ở đây. Đây là loại dưa lưới TL3. Cái loại dưa này thì ăn rất là ngon, nó có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Và hiện tại thì đã được bên mình trồng ở đây và đã đến giai đoạn là thụ phấn. Thì dưa bắt đầu là đầu trái các bạn nhé. Đây là những trái dưa đầu tiên đây. Đấy, các bạn có thể thấy vườn dưa bên mình trồng nó lên rất là đều và đẹp. Loại này thì bên mình trồng ở trong nhà màng này cũng khá là lâu rồi. Thì cũng đã được tầm khoảng 3 năm rồi. Thì các bạn có thể thấy ở bên mình trồng ở trong giá thể và hoàn toàn là không có đất. Ở trong này là mủn sơ dưa. Và chất dinh dưỡng thì được bên mình cung cấp qua cái hệ thống tưới này. Thông qua cái đây là cái kim tưới các bạn nhé. Kim tưới. Sau khi mình tưới thì hệ thống nước và dinh dưỡng nó sẽ nhỏ giọt theo cái hệ thống tưới này. Và bộ rễ của nó sẽ hút trực tiếp dinh dưỡng ở dưới lên để nuôi thân. Và những cái trái dưa đầu tiên mình thụ phấn thì nó sẽ đậu và nó bắt đầu là nó sinh trưởng và phát triển lên. Các bạn có thể thấy vườn dưa rất là đẹp. Đây là hệ thống nhà màng mà bên mình set up làm ở đây. Và bên mình thì có đổi kỹ thuật trồng. Mình thì một trong những cổ đông của hợp tác xã. Bên mình là hợp tác xã công nghệ cao Nông Thịnh. Các bạn thấy dưa rất là đều. Cây nào cây nấy nó đều, nó to khỏe. Và nó bắt đầu phát triển. Nó thông qua nhiều giai đoạn các bạn. Giai đoạn này là giai đoạn dưa phát triển thụ phấn. Thụ phấn và mình sẽ tỉa đi những cái cành mà nó mọc ra. Đấy. Loại dưa lưới khá là tốt. Và ở bên kia là ngăn khác. Ở bên kia là ngăn mà dưa mà bên mình trồng trước thì nó đã phát triển tốt rồi. Còn ở đây là mình quay cho các bạn xem là cái ngăn ở phía dưới này thì nó mới phát triển như thế này thôi. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể là bình luận dưới video này nhé. Bên mình sẽ tư vấn và hỗ trợ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.